Hello anh em, chào tất cả con vợ. Thì hôm nay tiếp tục lên cho anh em mình có kèo cơm gạo trên cổng game Thiên Đường trò chơi đây, cũng như là áp dụng một số công thức cơ bản để anh em mình chốt lãi hàng ngày. Thì hôm nay vẫn lên cho anh em mình có kèo là 55m đá nhẹ cho anh em mình một số công thức lấy cái điểm phiên cơ bản. Anh em mình thấy hợp lý thì cứ áp dụng vào để anh em mình chốt lãi nữa. Ok, vào việc anh em ơi. Con này đi xu hướng hiện tại nó đang là 1 về 2 này. Đấy, tôi sẽ áp dụng cho nó đi cầu 1 2 3 luôn. Đây, đầu tiên 5m. Để xem con này có đúng cầu hay không anh nhé. Cố gắng chạy đúng công thức cơ bản nhất có thể. Con đầu tiên thì tôi sẽ đi cho nó là 5m xỉu, tùy theo cái số vốn của anh em mình để nên mình vào cầu cho nó chuẩn tí anh em ạ. Để xem con này nó có chuẩn cầu hay không anh nhé. Cố gắng áp dụng công thức cơ bản dễ dàng nhất có thể để xem con này nó có màu hay không. Nói chung là sai số thì chắc chắn là vẫn sẽ có anh em ạ. Ok, con này thì nó lại về con này thì nó lại tài anh em ạ, cầu 3 rồi. Ok, đúng cầu anh em nhé, cầu 3 này. Ở đây thì tôi sẽ đi cho nó là 3 hay 1 lấy lại tầm 6 mét đã. Tiếp tục chạy đúng công thức cơ bản. Để xem con này như thế nào đi nhé, cố gắng chạy cầu này. Cố gắng chạy theo đúng công thức dễ dàng nhất cơ bản nhất anh em nhé. Xem con này nó theo đúng công thức cơ bản hay không. Ok, tiếp tục nhảy về mối cầu 12. Còn chạy cầu 12 thì cũng hơi toang anh em ạ. Ok anh em ơi. Con này xu hướng hiện tại là 11, 16, 13 lại về 12, cầu chạy cầu 4 này anh em ạ. Đấy, tôi sẽ bẻ căng cái tay này cho nó 10 mét luôn anh em nhé. Cố gắng chạy cầu 10 mét để xem con này nó chuẩn cầu hay không. Để xem con này như thế nào anh em ạ. Cố gắng chạy theo đúng cầu gèo. Để xem con này như thế nào đi nhé. Cố gắng chạy đúng công thức cơ bản dễ dàng nhất này. Nói chung là cái gì cũng vậy nè bạn, nó sẽ có sai số nhất định, nhưng mà để làm sao để anh em mình càng về lâu mà càng có lãi, đấy mới là cái vấn đề. Ok cho anh em. Còn 10 mét này em nhé, đúng cầu này, lấy lại cái vốn cơ bản này. Ok em nhé, bình tĩnh này, tiếp tục chạy rồi. Con này thì xu hướng tiếp tục chạy cầu cơ bản. Nó rơi vào tầm 7 cho nó một tay nữa anh em nhé. Đấy, 7 lại về xỉu một tay nữa này. Đấy, tiếp tục chạy cầu anh em ạ. Cố gắng chạy cầu cơ bản dễ dàng nhất có thể. Xem con này có hợp lý hay không anh em nhé. Cố gắng chạy cầu này. Nói chung là tay này anh thì vừa về bờ cái là phải đổi gió ngay, chạy lại cầu 5m. Làm sao con này có đúng cầu hay không anh nhé. Xem con này như thế nào. Rồi, con này nó lại đi tài anh em ạ. Tiếp tục nhảy cầu. Con này thì đi 4 nhưng mà nó lại không thể về 2. Ok anh em ơi. Con này thì nó lại tiếp tục về cầu 1-1 anh em ạ. Con này xu hướng này rơi vào tầm 14.
Thì 14 thì anh em mình có thể là chạy theo mỗi cầu tài. 14 thì thường thường nó sẽ về đúng cầu 12 anh em nhé. Xem con này có đúng cầu hay không. Cố gắng chạy đúng công thức để anh em mình chốt like. Xem con này như thế nào anh nhé. Tỷ lệ thì vẫn là 70 cho đến 80 anh em ạ. Tiếp tục chạy cầu anh em nhé. Cố gắng chạy cầu này. Ok chưa anh em? Đấy, xác định đi đúng công thức cơ bản thì không bao giờ mà gọi là có chuyện sai số gì ở đây được. Đấy, chuẩn lên lại 58 anh em nhé. Nói chung là xác định kèo cầm gạo rồi, hôm nay tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Hôm sau mà có công thức mới hoặc là cầu kèo mới ok hơn hoặc là cách chơi mới hơn thì tôi lại lên tiếp với anh em mình. Để anh em mình chốt lãi hàng ngày. Tiếp tục anh em nhé. Hôm sau có thời gian thì lại sẽ lên tiếp cho anh em một số công thức mới. Rồi chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây thôi, 58.